Chào mừng quý vị đến với chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe. Chương trình được thực hiện với sự tài trợ của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn và hệ thống nhà thuốc Phano. Kính thưa quý vị, trong số rất nhiều cái lá thư thắc mắc về sức khỏe gửi về chương trình chúng tôi, thì một trong những đề tài rất được quý vị khán giả quan tâm đó là chủ đề đau nửa đầu. Để tìm hiểu sâu về cái vấn đề này, chúng ta sẽ cùng đến với buổi thảo luận của các khách mời của chương trình. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu các băn khoăn của khán giả qua một video clip sau đây. Chương trình Cẩm Nang Y tế, tôi tên là Tuấn, hiện là nhân viên văn phòng. Gần đây tôi thường đau nửa đầu bên trái khi bên phải, và mà tôi không biết nguyên nhân tại sao mà không đau hết nguyên đầu. Hôm nay nhờ chương trình Cẩm Nang Y tế, tôi xin hỏi bác sĩ tư vấn tôi bệnh này rõ hơn ạ. Tôi tên Nguyễn Thị Sáu, năm nay 60 tuổi. Cái bệnh đau nửa đầu tôi là nay 5 năm hoặc trên 5 năm rồi, mà không biết phương pháp nào chữa trị, càng ngày cứ trở thừa thiết là càng nặng thêm. Mong bác sĩ tư vấn cho tôi điều trị bệnh đau nửa đầu của tôi. Xin chào Kim Ngọc. Dạ em chào anh. Mời Kim Ngọc ngồi. Dạ. Chắc là Kim Ngọc cũng có theo dõi cái clip vừa rồi đúng không? Khi xem xong clip thì em cũng thắc mắc giống như là các anh chị ở trên clip là tại sao mình không nói là đau đầu mà phải nói là đau nửa đầu, mà có khi là đau bên trái hoặc đau bên phải vậy, đau trước đau sau có tính là đau nửa đầu? Mình không biết là định nghĩa như thế nào là đau nửa đầu. Cứ thấy là nói là đau đầu thôi chứ cũng không để ý là đau nửa đầu là phải phân biệt như thế nào. Rồi thông thường ví dụ như Kim Ngọc mà đau đầu thì làm sao để cho nó hết? Có đi khám mà đâu không? Thường thì em đau nửa đầu là em hay massage nhẹ rồi nghỉ ngơi một chút để cho đỡ thôi chứ cũng không hết hẳn. Có khi là mình tự suy nghĩ là mình bị cảm chẳng hạn, hay là uống Efferragan hoặc là uống thuốc này kia để cho đỡ thôi chứ cũng không có đi khám. Tại mình nghĩ đó là một cái bệnh rất là thông thường. Có những người á, khi người ta làm cái thái độ xử trí như vậy á, đôi khi người ta vượt qua được cái cơn đau đầu. Tuy nhiên những người có nhiều người thì người ta không vượt qua được, nếu thực sự người đó có bệnh lý. Vì cái bệnh này nó thật sự là nó nguy hiểm, nó có những cái nguyên nhân của nó, nó phải có cách điều trị đúng của nó, chứ nếu không là nó có những cái vấn đề mà sau này chúng ta sẽ, nếu không phát hiện ra nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng khác, chứ không có đơn giản như vậy đâu. Trời, em nghe anh nói mà sao em thấy sợ. Nó là không hù dọa Kim Ngọc nha, nhưng mà nó là thực tế như vậy. Để giải đáp rõ hơn cái bệnh lý này thì hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình, đó là một chuyên gia về thần kinh của Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Xin mời bác sĩ Trang. Xin chào bác sĩ Trang. Xin chào bác Phương. Xin chào bác sĩ. Xin chào Trang. Em. Mời bác sĩ Trang ngồi. Xin chào khán giả của chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe. Bác sĩ Trang hồi nãy chắc là cũng có theo dõi cái video clip của chương trình rồi. Hồi nãy thì là Kim Ngọc hỏi với tôi rất là nhiều cái câu hỏi mà tôi không biết làm sao để giải đáp cho nó thỏa đáng. Có lẽ là cả hai khách mời chúng ta nên trao đổi với nhau để tôi cũng được hiểu thêm, cũng như là mọi quý vị để hiểu rõ hơn về bệnh lý này. Dạ, em có thắc mắc là bệnh đau nửa đầu là có quy định là đau ở trước, phần nửa trước hoặc là phần nửa sau, hoặc là đau nửa trái, nửa phải, có quy định một cái nhất định nào đó không ạ? Cái đau đầu là cái triệu chứng mà rất thường gặp trong cuộc sống của chúng ta. Đau đầu thì thường nó có hai loại, đau đầu thứ phát và đau đầu nguyên phát. Cái dạng mà đau đầu như em đề cập tới đó là cái đau đầu nguyên phát. Người bệnh đau nửa bên trái, có khi đau nửa bên phải, và cũng có khi nó lan ra cả đầu luôn. Cái tên thì là đau nửa đầu, nhưng mà không nhất thiết là đau nửa đầu. Cũng có thể đau nguyên đầu, cũng gọi là đau nửa đầu. Một cái căn bệnh mà nó đã phức tạp từ cái tên gọi như vậy, nó có nhiều nguyên nhân không? Hiện tại thì các nhà khoa học trên thế giới người ta cũng đưa ra rất là nhiều cơ chế. Cơ chế về thần kinh, cơ chế mạch máu. Rồi có khi là một cái sự hỗn hợp giữa nhiều cơ chế với nhau. Tức là cái mạch máu não của mình á, nó có một cái sự là rối loạn, nó không có sự điều hòa trong cái co bóp nữa. Nó làm cho nó kích hoạt những cái hệ thống thần kinh xung quanh cái nhu mô não mà chịu sự chi phối của mạch máu á, và nó gây ra khởi phát cái cơn đau. Nhưng mà tại sao mình lại bị đau đầu? Có khi là mình thiếu ngủ, hay là do mình ăn uống thiếu chất, ăn uống không có đúng giờ, ngủ cũng không đúng giờ, nên là gây nguyên nhân đau đầu hay sao? Có nghĩa là cái lối sống, Kim Ngọc cũng hỏi về cái lối sống nó không rồi, có điều độ. Dạ đúng. Cái sinh hoạt nó không có điều độ thì có phải là cái nguyên nhân để gây ra đau đầu hay không? Thật ra thì cái bệnh đau nửa đầu là do cơ địa của mỗi người.
tức là có yếu tố gen, yếu tố nội tiết rồi rất là nhiều. Cái yếu tố để khởi phát lên cái cơn đau là liên quan tới nhiều cái về cái lối sống của mình. Ví dụ như cái căng thẳng trong công việc, thứ hai là giấc ngủ. Giấc ngủ mà quá sâu, tức là ngủ quá nhiều hoặc là thiếu ngủ, hoặc cái giấc ngủ mà không có đảm bảo được thẳng giấc, nó cũng ảnh hưởng gây ra đau đầu. Ngoài ra thì những một cái số loại thức ăn, nước uống, ví dụ như rượu, bia, cà phê, thuốc lá và một số thức ăn mà có những cái chất giống như phô mai nè, sô-cô-la nè, bột ngọt, đó cũng là những cái chất dễ gây khởi phát cơn đau. Cái bệnh viêm xoang nó cũng hay đau đầu, thì như vậy chứng tỏ là đau đầu có rất nhiều cái nguyên nhân. Và cái triệu chứng nó là như thế nào? Đau đầu như bác Long nói, cái đau đầu viêm xoang đó là một cái dạng đau đầu thứ phát, tức là nó có nguyên nhân. Thì để mà xác định được mình là đau đầu thứ phát hay là nguyên phát là mình phải đi khám bác sĩ, làm những cái cận lâm sàng như là chụp CT hoặc là chụp X-quang hay là khám nội soi vậy đó, để xác định được cái dạng đau đầu này là thứ phát hay nguyên phát. Nhưng mà một số triệu chứng có thể mình gợi ý cho mình biết đau đầu migraine, đó là mình dựa vào cái tính chất cơn đau. Cơn đau kéo dài từ 4 đến 72 giờ, có kèm theo chóng mặt nè, buồn nôn. Tính chất đau là đau theo nhịp. Là đau dữ dội sao bác sĩ? Đau dữ dội lắm. Đau dữ dội hay là đau vừa phải là tùy theo cái cảm nhận của mỗi người. Nó có chóng mặt, nó có hoa mắt gì không? Cái triệu chứng là hoa mắt, chóng mặt là cũng rất thường gặp, cho nên người bệnh có khi người ta hoảng sợ lắm. Nếu mà đau quá có khi nào mình dẫn đến mình xỉu không ha? Có một số bệnh nhân là đau quá người ta phải ngất, cho nên nhiều bệnh nhân người ta sợ là cái này có phải là tai biến mạch máu não hay không. Có một cái thể bệnh rất là đặc biệt của cái dạng đau đầu migraine, tức là đau đầu thể thân nền á, là nó cũng gây ra liệt mặt, yếu nửa người, giống như tai biến. Trong mấy lần mà Kim Ngọc bị đau đầu, có lần nào có triệu chứng nó giống như là đau đầu migraine mà bác sĩ Trang vừa tả không? Dạ chưa bao giờ mà em bị như vậy hết. Em chỉ là kiểu như là thời tiết nóng quá thì mình hơi nhức đầu, uống nước hoặc là nghỉ ngơi hoặc là uống thuốc qua loa gì thì cũng qua thôi. Không có đến nỗi mà kéo dài tới 72 giờ lộn chỗ đau mà đau kinh khủng vậy, sao mà chịu nổi. Hồi nãy thì có trao đổi với Kim Ngọc, Kim Ngọc nói là mỗi lần đau thì Kim Ngọc mua thuốc uống. Dạ. Hoặc là xoa đầu gì nó sẽ hết. Dạ đúng rồi. Nếu mà mình bị đau như vậy mình uống thuốc, ở nhà mình mua thuốc mình uống hay mình xoa đầu thì nó có hết không? Không biết cái phương pháp điều trị nó có đúng không, hay là hiện nay cái điều trị migraine như thế nào là mới là cái điều trị migraine phù hợp? Việc điều trị nó chia làm hai cái dạng điều trị, tức là điều trị cắt cơn và điều trị phòng ngừa. Điều trị cắt cơn tức là mình phải dùng những cái thuốc giảm đau để mình làm giảm cái cơn đau, cắt cái cơn đau. Loại giảm đau thông thường như là aspirin, acetaminophen hoặc là kháng viêm nonsteroid thì nó có thể giảm được cơn đau, nhưng mà mình không thể nào lạm dụng cái việc dùng thuốc giảm đau đó được. Việc mà dùng thuốc giảm đau kéo dài nó có thể gây ra cái bệnh là đau đầu do thuốc. Còn cái việc điều trị phòng ngừa là bao gồm có dùng thuốc và không dùng thuốc. Việc dùng thuốc tức là mình điều trị cái tránh tái phát đó, tức là có dù có triệu chứng đau hay không đau vẫn phải dùng thuốc hàng ngày để tránh cái sự xuất hiện cơn đau. Còn điều trị không dùng thuốc là mình thay đổi lối sống. Nhưng mà nếu mình uống thuốc phòng ngừa liên tục như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Việc điều trị phòng ngừa nó thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Thì một số thuốc điều trị phòng ngừa đã được nghiên cứu qua thử nghiệm, cho nên mình không phải lo sợ cái việc mà tác dụng phụ của thuốc. Nhưng mà có những cái trường hợp giống như là bản thân em đi, khi mà em đau đầu em đâu có thể nào mà em chạy đến bệnh viện liền được. Nhiều khi mình có công có việc này kia thì có khi là em sẽ chườm đá hoặc là có những cái miếng nóng này nọ mình dán lên trên đây để cho đỡ nhức đầu chẳng hạn, nó sẽ có cái mùi bạc hà, hoặc là uống thuốc, những cái thuốc giảm đau ngay tức thì ngay lúc đó. Thì không biết là những cái đó nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này của mình không? Trong những cái miếng giảm đau đó cũng có hoạt chất của cái thuốc giảm đau, và cái việc mình massage chườm nóng nó là một cái tác động cơ học cũng làm giảm đau luôn, nhưng mà nó chỉ là có hiệu quả tức thời thôi, tức là chỉ qua lúc đó thôi. Đúng rồi em. Có thể là có khả năng là sẽ bị lại. Đúng rồi. Cái bệnh đau nửa đầu này là xuất hiện ở những người phụ nữ hay là đàn ông, hay là có người lớn tuổi, người trẻ tuổi, khi trẻ em có bị không ạ? Bệnh này thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng mà cái lứa tuổi thường gặp nhất là ở phụ nữ dưới 45 tuổi. Ngọc đã bắt đầu rồi. Em đang sợ đấy, mà phụ nữ mà chẳng hạn như những người phụ nữ có thai hoặc là những người phụ nữ cho con bú mà bị như vậy thì đâu có uống thuốc được đâu. Phụ nữ có thai thì vẫn có những cái thuốc hoặc là có một số phương pháp điều trị mà không dùng thuốc. Ủa mà em vẫn thắc mắc là tại sao cái bệnh này lại xuất hiện ở phụ nữ nhiều mà tại sao đàn ông không xuất hiện nhiều?
Thì người ta nói ở phụ nữ là có liên quan tới cái yếu tố gen đó, yếu tố nội tiết, học môn. Thống kê ở Mỹ thì khoảng 100 người thì có 11 người dưới 45 tuổi là mắc bệnh này. Ở Việt Nam mình thì chưa có thống kê nào về cái tỷ lệ đau đầu migraine hết. Mỗi lần mình đau đầu mình uống viên thuốc thì sau đó có thể nó hết. Lâu dài nó có biến chứng gì đối với lại cái sức khỏe của bệnh nhân hay không? Thực ra thì bệnh đau đầu migraine này là một cái dạng đau đầu lành tính. Nhưng mà nó lại là mãn tính, không ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Nhưng mà cái việc mà mình phải chịu đựng những cái cơn đau kéo dài và dai dẳng như vậy thì ảnh hưởng rất lớn tới cái chất lượng sống và cái chất lượng làm việc của mình. Có người người ta chịu đựng những cái cơn đau đó dai dẳng quá, người ta dẫn tới trầm cảm. Một số nghiên cứu mới đây là người ta ghi nhận có một cái sự liên quan giữa đau đầu migraine và đột quỵ. Trên những cái đối tượng mà có nhiều yếu tố nguy cơ mạch máu là dễ bị cái chuyển thành đột quỵ. Cho nên cái việc điều trị và phòng ngừa là rất là quan trọng. Mấy người mà có nguy cơ bệnh tim và tim mạch này nọ, đúng rồi, sẽ có những cái triệu chứng đau đầu là cũng rất là nguy hiểm. Như quý vị đã thấy, đau đầu migraine là một bệnh lý lành tính nhưng mãn tính. Nó gây ra rất nhiều bất tiện trong cái việc sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Có một lối sống khoa học, điều độ, tránh xa những căng thẳng, tuân thủ lời khuyên, tuân thủ chế độ điều trị của bác sĩ một khi đã có triệu chứng là một trong những cái yếu tố tiên quyết để giúp chúng ta tránh xa đau đầu migraine. Chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe do Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn và hệ thống nhà thuốc Phano tài trợ xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn hai nhà tài trợ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.